Tôi là một truyền thuyết, là một thần thoại ở giang hồ. Trong đó, cái được lan truyền rộng rãi nhất chính là việc anh hùng cứu mỹ nhân của tôi. Công tử, cứu mạng! Công tử bạn hoa thất mỹ, đạo soái đạp nguyệt lưu hương. Công tử, mau chạy đi! Muốn chạy hả? Tôi thích nhất là tấn công từ trên xuống, lấy thủ cấp của địch giữa vạn quân. Vào lúc tuyệt vọng, tôi rất thích nói câu này: mãi mãi không lùi bước, mãi mãi. Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên. Về chỗ cũ. Đại anh hùng. Thật ra soái cũng là một gánh nặng. Tôi chính là đại anh hùng đệ nhất trong thế giới trái cây, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay, đạo soái tranh lưu hương. Còn lại kể chuyện gạt bọn con nít lại. Mau cùng mẹ về nhà phơi nắng đi. Hôm nay thời tiết đẹp thế này, thích hợp phơi nắng nhất. Mẹ ơi, mẹ đừng làm phiền Phan hâm mộ con được không? Phan hả? Bác sĩ nói con từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, thiếu canxi. Không phơi nắng nhiều, con sẽ bị bệnh loãng xương đó. Mẹ đừng nói lớn tiếng thế được không? Con không mau đi theo mẹ. Bác sĩ nói phơi nắng nhiều sẽ hấp thu được nhiều canxi, nhất là phơi nắng ở phần mông. Phơi nắng ở phần mông? Dở ẹt. Không biết có cần về nhà thay tã không nữa. Mẹ, dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ có mưa, sao mà phơi nắng được? Vậy thì ta phải tranh thủ phơi nắng thôi. Mẹ à, con đang kể chuyện mà. Mẹ xem con có nhiều fan hâm mộ không nè. Bọn họ đều rất sùng bái con. Mọi người nói xem, ai là đại anh hùng? Nghe nói đại anh hùng thường từ trên trời rơi xuống. Vậy hả? Con trai, con không sao chứ? Không sao. Tranh lưu hương, tôi là đại anh hùng. Làm sao mà có chuyện được? Vậy hả? Cứu tôi với! Nghe nói đại anh hùng sẽ mãi mãi không lùi bước. Con trai, cẩn thận! Mau chịu thua đi! Phải! Mãi mãi không bao giờ lùi bước. Là con người! Con người đến rồi kìa! Mọi người, mau biến thân đi! Chạy đi! Đi thôi!
mau đi thôi. Nếu như để con người nhìn vào mắt con thì sẽ đoạt mất linh hồn của con, khống chế cơ thể con. Con sẽ mãi mãi trở thành nô lệ của họ. Nô lệ? Con không muốn làm nô lệ. Mà nô lệ là gì? Mẹ, mẹ đi trước đi. Con sẽ yểm trợ phía sau cho mẹ. Được rồi con trai, con nhìn cho kỹ đi. Con trai, nếu có con người đến thật với ba món giỏ công lẹt tẹt của con thì cản được sao? Tất nhiên, gần đây con mới học được một chiêu kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên. Chính là tuyệt chiêu thành danh của Diệp Cô Thành, Thiên Ngoại Phi Tiên. Xem con kìa, giai đoạn tiền loãng xương. Sách nói là phơi nắng nhiều thì mới khỏe mạnh được. Còn có thể tăng lượng vitamin C trong bụng. Chẳng lẽ trong bụng con còn thứ khác sao? Mẹ của con ơi, ước mơ của mẹ ở đâu? Bố của con ơi, ước mơ của bố ở đâu? Cục cưng của bố mẹ, ước mơ của con ở đâu? Hãy tự hỏi bản thân, ước mơ của bạn ở đâu? Lúc bố bằng tuổi con cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, con dơ, bây giờ bố phải nuôi gia đình, còn phải lo lắng cho con nữa. Không cần đâu mà. Đã có lúc bố từng tưởng mình là cứu tinh của toàn thế giới. Sau đó thì sao? Sau đó nhận ra lúc phơi nắng thì cả nhà sẽ ở chung. Đó cũng là ước mơ sao? Đó chính là cuộc sống con trai à. Con là anh hùng, con muốn hành hiệp trượng nghĩa. Trong đời sẽ có vài trở ngại, mãi mãi con không thể vượt qua được. Con là anh hùng, võ công thiên hạ đệ nhất. Con sẽ hiểu là khi phơi nắng thì cả nhà sẽ được ở bên nhau. Con trai, sau này con sẽ hiểu, trong đời sẽ có vài trở ngại, mãi mãi con không thể vượt qua được. Ví dụ như là trở thành đại anh hùng. Không, con không tin. Không có trở ngại nào con không vượt qua được. Con là anh hùng, con muốn hành hiệp trượng nghĩa. Trong đời sẽ có vài trở ngại, mãi mãi con không thể vượt qua được. Con là anh hùng, võ công thiên hạ đệ nhất. Con sẽ hiểu là khi phơi nắng thì cả nhà sẽ được ở bên nhau. Ước mơ của con là cho dù kiệt sức rã rời cũng phải có được cái này. Nhất định có được mày. Tao nhất định sẽ có được mày. Ôi Chúa ơi, sao Ngài lại nhẫn tâm đến thế? Chẳng lẽ ước mơ chỉ có thể mãi mãi ở trong tim tôi? Lạc Lạc, con đi tiểu mà sao lại chạy đến tận kia thế? Lạc Lạc, con trai của bố, bây giờ chân của con không thuận tiện lắm. Con chạy lung tung thế này, trái cam này có mắt, con muốn chạy thì bố sẽ cõng con chạy. Lạc Lạc, đến đây. Lúc nãy con thấy trái cam này có mắt. Cái gì? Mắt hả?
Con trai, có phải bây giờ con cảm thấy chóng mặt không? Không sao, chắc là con vừa xuất viện nên chưa hồi phục hoàn toàn. Bố cõng con lên xe nghỉ ngơi nha. Nào, không phải mà bố, trái cam này có mắt thật mà. Lúc nãy chính mắt con trông thấy đó. Được rồi, cục cưng của bố, còn nói có mắt thì có mắt. Sắp mưa rồi, ta về nhà thôi. Không được, bố gạt con. Bố phải nói một cách thành khẩn mới được. Trái cam này có mắt. Bố thề, trái cam này có mắt. Nếu không, trời đánh. Thôi được rồi, ta mau về nhà thôi. Nếu không trời mưa ướt hết đó, kẻo bị cảm. Cục cưng, để chúc mừng hôm nay con được xuất viện, mọi người trong tiệm đã có một món quà bất ngờ dành cho con. Quà gì vậy bố? Không được đem con trai tôi đi. Không được đem con trai tôi đi. Trả con tôi đi. Không được nổ máy. Xuất phát. Được, tướng quân. Con trai của tôi. Con trai ơi. Mẹ nó ơi. Bà nói đi, sau này tôi biết sống sao đây. Con trai ơi. Con trai sẽ không về nữa. Không đâu. Con trai của chúng ta nhất định sẽ trở về. Nó nhất định sẽ bình an trở về. Bởi vì nó là con trai của chúng ta. Nghiêm. Nghi thức duyệt binh bắt đầu. Chào các chiến sĩ. Chào tướng quân. Các chiến sĩ đã vất vả rồi. Đều do cậu Hải đó. Trong tiệm trái cây kinh kỳ của chúng ta vốn dĩ chỉ mua những loại trái cây bình thường. Nhưng tướng quân cậu nói như vậy chẳng có gì mới. Đúng rồi, bán trái cây giống như đi đánh trận. Trái cây chính là vũ khí của chúng ta. Khách hàng là kẻ địch của chúng ta. Cho nên tiệm trái cây kinh kỳ của chúng ta đã nhập rất nhiều loại vũ khí mới. Có loại khóm thon dài như chuối, có loại mía lùn như củ cải, có loại dâu lớn như trái cam, có loại nhỏ nặng như trái táo, có loại chuối dài như mía, có loại dưa hấu nhỏ như trái đào. Đây đều là những loại quả kỳ lạ. Sức tiêu thụ của chúng ta đã tăng lên 38%. Ít vậy hả? Muốn có được chiến thắng lớn hơn thì phải khai thác chiến trường mới. Nói hay lắm. Hãy xem bên này. Nước ép trái cây. Tôi thích uống nước ép trái cây. Có thể trộn nhiều loại cùng nhau. Thêm cả sushi trái cây. Trái cây nướng. Tôi thích ăn trái cây nướng. Cho dù là nhiều loại lộn xộn trộn lẫn nhau, nhưng tâm trạng tôi thấy rất vui. Tôi thích đồ tươi. Tôi thích những đồ tươi. Tôi nhảy điệu ba lê xoay nhiều vòng, làm ra món băng hỏa lưỡng trùng thiên. Tất cả những dịch vụ mới này khiến cho sức tiêu thụ của chúng ta tăng lên 74,8%. Vẫn không đủ. Chúng ta phải tấn công toàn diện. Từ hải quân, lục quân và không quân. Xà tuyệt chiêu. Chúng
Chúng tôi đem những loại trái cây bán còn dư thu nhỏ rồi nướng lên, sau đó làm ra nhiều món ăn, trong đó bao gồm mứt táo, mứt đào, mứt thơm, mứt nho, mứt dâu, mứt cam, mứt ô mai, mứt thập cẩm, nho khô, đào khô, vỏ cam khô, ô mai khô, dâu khô, chuối khô, dừa khô, táo khô, bánh táo, bánh thơm, bánh cam, bánh dâu, bánh dưa, bánh chuối, bánh nho, bánh măng cụt, bánh đào, bánh việt quất, bánh lê, bánh xí nguội, cuối cùng còn có bánh thập cẩm nữa. Tất cả những món ăn trái cây kể trên đã làm cho lợi nhuận của tiệm trái cây chúng ta tăng lên 300%. Nhưng mà món quà bất ngờ của con đâu? Xe cấp tiên phong, máy bay sóng siêu âm, búp bê vui vẻ. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, bọn A Khóc Ba Tư đang xâm nhập, mau cho chi viện đến, mau chi viện. Chiến sĩ siêu thú biến hình. Ba Bu, tôi là Ba Bu. Ba Bu, mày không thể chết được, Ba Bu. Quỷ Vương, đều là ngươi, ngươi đã hại chết Ba Bu. Ta sẽ quyết đấu với ngươi. Ai giúp ta? Ai sẽ giúp ta? Quả bảo cơ giáp. Sai, là cả bộ quả bảo cơ giáp. Có Hương Tranh chiến bảo, Tiểu Quả chiến bảo và Ba La chiến bảo. Còn có cả Thảo Mai chiến bảo nữa, Bồ Đào chiến bảo và Mật Đào chiến bảo. Thêm cả tàu tập kết nữa, là có thể kết hợp 7 cái lại, hợp thể thành công. Đây là quả bảo chiến thần lợi hại nhất trong thế giới trái cây. Bố, có khi nào bố đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ con không hả? Bố có quen gì xinh đẹp nào khác hả? Bố, cho dù bố mua cho con bao nhiêu đồ chơi đi nữa, con cũng không thể chấp nhận người khác làm mẹ con được. Cục cưng à, con nghĩ đi đâu thế? Bố mua những món đồ này là để chúc mừng con ra viện. Tất nhiên cũng để tuyên dương con đã nghĩ ra kế sách giúp chúng ta trong thời gian còn ở bệnh viện, giúp tiệm trái cây của chúng ta kinh doanh phát đạt. Nếu không thì chúng tôi mất việc rồi. Hôm cái nào, cho nên mọi người mới mua nhiều đồ chơi như thế để cảm ơn con. Vậy được, chúng ta sẽ cùng nhau chơi quả bảo đặc công đại chiến liên minh tà ác. Lựu đạn của người yêu trái cây. Ông rùa, ông không thoát được đâu. Quả bảo chiến thần đến rồi. Con trai, hôm nay mệt không? Vết thương còn đau không? Bố à, bố nói đi, sau này con có thể trở thành chiến sĩ không? Cục cưng ơi, sau này con sẽ là chiến sĩ dũng cảm nhất. Vậy con cũng có thể dẫn dắt những chiến sĩ khác cùng nhau bảo vệ quê hương, đúng không? Tất nhiên rồi. Con trai của bố sau này sẽ là một vị đại anh hùng, có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào. Như vậy cũng được à?
Thật ra con sẽ không bao giờ trở thành chiến sĩ được nữa. Ngủ ngon, con trai. Ngủ ngon nha mẹ. Đây là nơi gì thế? Là nhà mình à? Gì đây? Con người kìa, ma kìa. Chuyện gì thế này? Mình không phải nằm mơ đó chứ? Tại sao cậu cứ đi theo tôi thế? Bởi vì tôi đã bị cậu khống chế rồi. Khống chế hả? Khống chế thế nào? Chỉ cần cậu bay vào cơ thể tôi thì có thể khống chế tôi rồi. Thần kỳ đến thế sao? Phật Sơn vô ảnh cước. Tiếng gì thế? Ai bước đi một mình trong đêm? Đợi chờ bình minh trong tuyệt vọng. Ai đã bị bắt nhốt mãi mãi? Sắp phải đối mặt với khổ hình vô biên. Ai đang bước đi trong biển người nhưng lại cảm thấy mình thật cô đơn? Ai đang kiếm tìm không ngừng nghỉ nhưng lại quên đi tên tuổi của mình? Cậu là ai? Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Sống cho hiện tại, phong lưu tiêu xoái. Sống cho hiện tại, cuồng loạn một lúc. Không cần tỉnh giấc, không cần sợ hãi. Thiên Nam địa Bắc vui vẻ là nhất. Sống cho hiện tại, quên đi vết thương. Sống cho hiện tại, tôi rất lập dị. Không ưng, không lo, không vướng, không bận. A-di-đà Phật, sống cho hiện tại. Ai đang khép mắt lại, nhớ về quá khứ đẹp đẽ? Ai đang vật lộn tranh đấu?
nhưng lại phát hiện số phận đã an bài. Hôm qua đã đi rồi, ngày mai vẫn chưa đến. Ai đang lặng lẽ lắng nghe tiếng phong linh nơi nội tâm? Phong linh? Phong linh là gì? Sống cho hiện tại, phong lưu tiêu xoái. Sống cho hiện tại, cuồng loạn một lúc, không cần tỉnh giấc, không cần sợ hãi, thiên nam địa bắc, vui vẻ là nhất. Chúng ta đều là cư dân của thiên nhiên. Tuy rằng sống ở tầng đáy nhất của tháp thực vật, chúng tôi chỉ mong được vui vẻ và yên bình. Tuy rằng hiện thực chưa bao giờ chấp nhận loại tu hành này, cũng may chúng ta vẫn còn quyền lợi cuối cùng. Từ khi sinh ra, trời đất đã đi cùng ta. Rốt cuộc là quyền lợi gì? Sống cho hiện tại, không đi tiêu xoái. Sống cho hiện tại, cuồng loạn một lúc, không cần tỉnh giấc, không cần sợ hãi, thiên nam địa bắc, vui vẻ là nhất. Sống cho hiện tại, quên đi vết thương. Sống cho hiện tại, tôi rất lạc dị, không ưu không lo, không vướng không bận. A Di Đà Phật. Sống cho hiện tại. Cậu là dâu hả? Cậu là ai? Sao lại đến đây làm loạn? Giấc mơ này vui thật. Các cậu là trái cây của nhà tôi hả? Sao lại biết nói chuyện vậy? Cậu bị khổ mình ở đây là phát điên rồi hả? Phải, nơi này đáng sợ đến thế, sao các cậu vẫn còn tâm trạng ca hát nhảy múa thế? Thế thì còn cách gì? Đây là số phận của trái cây chúng ta. Ca hát nhảy múa, ăn vặt, sau đó bị nuốt vào bụng. Không, chúng ta có thể bỏ trốn. Hay là tôi sẽ đưa các cậu trốn ra ngoài, thoát khỏi siêu thị trái cây này. Trốn hả? To gan thật. Muốn phá hủy quy củ nơi này à? Đừng để bọn chúng bắt được. Các người không biết chạy trốn và phản kháng thì là tội chết ở nơi này sao? Bắt mấy tên muốn bỏ chạy cho ta. Bọn chúng sẽ là cống phẩm của tối nay. Không được cử động, không được quay qua quay lại. Các người tưởng các người quay qua quay lại thì ta không bắt được sao? Anh xoay đến chóng mặt rồi hả? Bọn chúng ở sau lưng anh kìa. Ta cố ý đó. Cao thủ xuất hiện thường quay lưng lại với ống kính. Ai vậy? Lục Tiểu Quả. Ta ghét nhất người khác ăn khoai tây chiên trên đầu ta. Còn không mau chia cho ta.
muốn ăn. Anh Tiểu Quả, Lục Tiểu Quả, hôm nay bắt mấy tên bỏ trốn này làm cống phẩm. Không, đừng, chúng tôi không muốn làm cống phẩm. Không làm cống phẩm, vậy thì làm mẹ của bọn nhóc nhé. Sau này ở bên ta, sinh con đẻ cái. À không, mà là nở hoa kết trái mới đúng. Đừng, bỉ ổi. Bỉ ổi cũng là một loại thái độ. Bọn ác tặc các người, rốt cuộc là ai? Ác tặc. Nói hay lắm. Biệt danh của chúng ta là mày giặt mắt chuột, loạn thần tặc tử, nhận giặt làm vua, tặc đen. Đại ca, ông ta đã đi tiểu đêm xong rồi. Thời gian cống nạp sắp đến. Mau, mau đưa cống phẩm qua đó. Nếu không thì không kịp đó. Chúng ta bị cống nạp cho ai vậy? Chuột hậu giá đao. Chuột hậu giá đao. Hỡi thần dân, đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta cùng đứng lên phản kháng chúng đi. Đừng. Chẳng lẽ mọi người thà làm bọn rùa rụt cổ sao? Cũng không chịu đứng dậy đấu tranh sao? Mọi người đứng lên đấu tranh đi. Đấu tranh đi. Đừng hét nữa. Không ai đến giúp chúng ta đâu. Tại sao? Bởi vì trái cây không thể nào chiến thắng bọn chuột. Tuyệt đối không thể. Nhưng chưa thử thì sao mà biết? Thế sao cậu biết là chưa ai từng thử? Vậy ai thử rồi? Đại Dương, lại có một đám trái cây muốn bỏ chạy, nhưng tất cả đã bị chúng tôi bắt và thực thi pháp lệnh. Chỉ còn mấy tên dẫn đầu. Ngài muốn xử lý thế nào? Thứ gì khiến ngươi sợ hãi? Là bóng tối, là chết chóc, hay là tuyệt vọng? Thứ gì khiến ngươi hoảng hốt? Là ánh sáng ngũ sắc hay là tự do hy vọng?
Thật ra ngươi không cần sợ hãi, không cần hốt hoảng. Thất tình lục dục chỉ là không tưởng. Bỏ đi chấp niệm, bỏ đi vọng tưởng, ta sẽ chỉ dẫn ngươi thoát khỏi khổ nạn và vô vọng. Trời hoang vu, đất lạnh lẽo, bóng tối là phương hướng của vạn vật. Bao nhiêu sao băng, bao nhiêu ánh lửa, ánh sáng trong khoảnh khắc sẽ tắt. Hận trong sâu sắc, yêu trong hoang mang, tuyệt vọng là sự đấu tranh bất lực. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mộng tưởng, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng. Có người khởi nghĩa, có người la hét, có người không cam chịu số phận muốn tạo phản. Đáng tiếc ăn và bị ăn, chém và bị chém, không ai có thể cự tuyệt, không ai dám cả gan, không ai có thể cự tuyệt, không ai dám cả gan. Không cần cự tuyệt, không cả gan, không phản kháng, tuyệt đối không phản kháng. Chúng tôi cống nạp, ngày ngày cống nạp, không phải phản kháng, nên phản kháng. Cái gì? Tất nhiên phải phản kháng. Hơn nữa càng mạnh mẽ càng tốt. Các người càng phản kháng, nội tâm sẽ càng khát khao. Càng khát khao thì sẽ càng sợ thất bại. Một khi mất đi thì các người sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng vô tận vô cùng. Đây là thứ mà ta muốn. Ý ngài là cái ta thích không phải là giết chóc, mà là khoái cảm khi dập tắt hy vọng. Tạo phản đi, hãy hy vọng và ảo tưởng nữa đi, sau đó dập đạp. Ta mới dập tắt hy vọng. Tạo phản đi. Bóng tối là vĩnh hằng, luôn luôn là phương hướng. Còn ta là mồ chôn của hy vọng. Nghe nói người muốn tạo phản hả? Người chỉ là một tên chuột nhỏ, có gì hay ho? Có bản lĩnh thì thả ta ra, chờ xem ta dùng một chân đạp nát ngươi. Không không không, lúc nãy không phải tôi nói. Cậu muốn hại chết tôi hả? Sợ gì? Có tôi đây. Xem ta đây, Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Võ công của cậu dở thật đó chứ. Từ nhỏ tôi thiếu canxi, tứ chi không có sức, vậy mà còn dám nhảy ra làm anh hùng hả? Do cậu mà ra đó. Không sao, tôi vẫn còn tuyệt chiêu. Thiên ngoại phi tiên. Đừng giận nữa, lát nữa sẽ trả cho cậu mà. Kẹo nè, lên xe. Ba đồng vàng sô-cô-la, một lần đi. Không có tiền, mời xuống xe.
Mau qua bên cầu thang kia đi, thắng lại đi. Vị đại gia này, cậu là ai? Dám chống đối với chuột? Không sợ bọn chúng sẽ nhai nát các người à? Nhìn đường kia, như vậy thì chúng ta sẽ không có cơ hội luân hồi đâu. Các cô gái ở bên kia, chúng ta qua đó cứu họ. Cậu muốn làm anh hùng hả? Cứu thế nào? Dùng cái mông mập của cậu đè nát chúng hả? Xoay người cô lăn, thắng lại đi. Các người đẹp, kỹ thuật lái xe điêu luyện của bà là Suy Tuyết tôi đây. Sở trường là giải cứu thiếu nữ mất chân và dắt bà già qua đường. Bật chém gió giùm đi, các người lái chậm quá. Hay để chúng tôi lái cho, tay lái nữ được không đó? Không phải chứ, có màn đua xe nữa hả? Đua xe. Tài lái nữ quả là sát thủ các cung đường. Yên nào. Các người có biết không, trái cây sợ nhất là gì không? Chính là nhai chung với hộp, nuốt vào bụng. Không có hộp thì sao? Quất luôn. Dừng lại, người hãy tha cho họ đi. Tôi đảm bảo sẽ không bỏ chạy nữa, đúng không? Người cảm thấy loài sinh vật hạ đẳng có tư cách nói điều kiện sao? Ta sẽ ăn sạch tụi bay, bất kể lớn nhỏ. Cố lên, quả bảo lão đặc công giáng trận. Vô địch giỏ chuối, lạc anh thần kiếp. Cứu họ đi. Mọi người mau chạy đi. Còn xem nữa hả? Cố lên. Bố, Lạc Lạc, không sao chứ? Lạc Lạc, Lạc Lạc, sao thế Lạc Lạc? Con tìm gì thế? Để bố tìm giúp con. Lạc Lạc, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Trái cam này và những trái cam khác không giống nhau. Ý con là nó có mắt hả? Con có thể cảm nhận được nội tâm của nó. Vậy nội tâm của nó đang nghĩ đến gì? Nghĩ đến mẹ. Nhớ mẹ.
buổi biểu diễn độc tấu dương cầm. Bố cứu con! Bố! Đừng! Đừng! Bố cứu con! Bố! Con trai! Đừng! Bố cứu con! Bố! Lạc Lạc! Con đang ở đâu? Lạc Lạc! Lạc Lạc! Con đang ở đâu? Lạc Lạc! Lạc Lạc, bố, bố có thể kiểm điểm chút không? Tôi thích. Tối qua chúng ta đã xúc phạm chuột hậu, tối nay chuột đại dương sẽ đến đây đại đồ sát. Đều do trái cam mới đến, chả hiểu nó đào đâu ra tự tin dám chống đối với chuột. Lần này chúng ta tiêu tùng rồi, trừ khi có sư huynh của tôi giúp. Huynh ấy anh dũng phi phàm, khí thế ngất trời, dằn võ song toàn, uy dũng hào hùng. Quả lão, nghe ra huynh ấy giống người tình cũ của bà hơn. Đừng nói bậy, sư huynh của tôi là thế ngoại cao nhân, hành tung phiêu bạc bất định, hành sự thần quỷ khó đoán. Huynh ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Huynh ấy đã từng đơn thương độc mã xâm nhập vào đường cống dò đường, trải qua bao khó khăn, cuối cùng đánh một trận trời rung đất chuyển với chuột đại dương, còn để lại một vết hẹo đầy sỉ nhục trên mặt chuột đại dương. Vậy thì lỡ như huynh ấy chết rồi thì sao? Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương, là ai đã hại cậu ra nông nỗi này? Tôi sẽ báo thù cho cậu. Phong Thanh Dương, mau tỉnh lại đi. Dừng tay. Ồn quá, các người không ngừng cắt trái cây, xay trái cây, không thấy phiền hả? Không còn chuyện nào khác muốn làm à? Tôi từng có một ước mơ trở thành ông vua bóng rổ, dắt trái bóng vút bay trên sân. Đáng tiếc lương thực thời đó ít ỏi, khiến cho chiều cao thành ra thế này. Ngoài việc tập tạ thì chỉ có thể đi kinh doanh. Tôi cũng từng có một ước mơ là một cô gái xinh xắn tỏa sáng trên sân khấu ba lê. Đáng tiếc bạn nhảy không thích tôi, sân khấu lại không đủ sức chịu nổi lòng say mê 150kg của tôi. Là lỗi của ai? Tại sao cuộc sống lại khiến người ta tuyệt vọng thế này? Cho dù chúng ta cố gắng thế nào đi nữa, dùng hết toàn bộ sức mạnh, ước mơ vẫn còn ở một nơi xa, rất xa. Tôi từng có một ước mơ trở thành một họa sĩ tài ba, vẽ thế giới thành một thiên đường tuyệt đẹp. Tôi rất đẹp trai, cơ thể không ốm không mập. Đáng tiếc tôi bị mù màu. Không được cười tôi, mau nói đi, ước mơ của cậu là gì? Con phải mau nói đi. Nghiêm!
con từng có một ước mơ dẫn dắt thiên binh vạn mã bảo vệ quê hương đất nước của chúng ta. Đáng tiếc là tối hôm đó, trên đường mưa to gió lớn, con và mẹ đã gặp tai nạn. Là lỗi của ai? Lỗi của ai? Là lỗi của ai? Lỗi của ai? Là ai ép bọn con phải đứng chỗ giáo đường? Bố không có. Cho dù sau này con thông minh đến thế nào, cơ thể khỏe mạnh ra sao, chân của con mãi mãi sẽ không thể hồi phục. Là lỗi của bố? Lỗi của ai? Là lỗi của bố? Là lỗi của ai? Tại sao ước mơ của bố lại làm con tổn thương? Bố không muốn thế thật mà. Con không muốn nghe tiếng đàn của bố nữa. Không cần ước mơ của bố, chỉ cần mẹ trở về với con. Là lỗi của tôi? Là lỗi của ai? Là lỗi của bố? Bố cũng không muốn chuyện thành ra thế này. Nếu có thể được trở lại quá khứ, cả nhà khỏe mạnh, bố sẽ bỏ hết mọi ước mơ. Là lỗi của bố? Là lỗi của bố? Con sẽ không bao giờ quên được tối đó. Là lỗi của ai? Là lỗi của ai? Tại sao con không chịu quên, không chịu tha thứ? Là lỗi của bố? Bố không có lỗi. Ông ấy không có sai. Là lỗi của bố? Ông ấy không có sai. Bố không có lỗi. Là lỗi của bố? Ông ấy không có lỗi. Bố không có lỗi. Là lỗi của bố? Đủ rồi. Nếu con cứ tiếp tục điên loạn thế này, tiếp tục nghĩ lung tung, thì con cút ra đường mà ở đi. Còn thà cút ra đường với mẹ, đừng. Bố đã từng cũng có một ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, lưu diễn vòng quanh thế giới. Nhưng bố phát hiện thế giới này thiếu nhà ngân hàng, thiếu nhà tư bản, thiếu nhà chính trị, thậm chí thiếu nhà quân sự. Nhưng mà không thiếu nghệ sĩ dương cầm. Bố tưởng ước mơ của bố như vậy là tan tành, và đại đa số mọi người. Cho đến khi bố gặp mẹ con, khi bố tưởng là sắp thành công rồi, điều đáng sợ lại xảy ra. Ước mơ của bố không biến mất, nhưng người bố yêu lại vì ước mơ của bố mà biến mất. Con trai, con nói đúng. Lúc đầu bố không nên lật nó ra, nếu không thì gia đình sẽ không ra thế này. Nếu con muốn đi tìm mẹ, bố sẽ cùng đi với con. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, mãi mãi, mãi mãi. Con mau tỉnh đi, con trai mau tỉnh đi. Bố yêu con, bố yêu con, bố, con cũng yêu bố, bố. Bố, con ở đây.
con ở đây, bố ơi. Con cũng yêu bố. Bố có nghe con nói không? Bố, bố. Không thể nào. Lần trước cậu đụng đầu thì tôi tỉnh lại, sao lần này lại không được? Lần nữa. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Về nhà. Tập tiễn ngươi về nhà. Sống não của cậu ấy rất sống động, hoàn toàn không giống một bệnh nhân hôn mê sâu. Cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, lại giống như đang nằm mơ. Một giấc mơ đầy kịch tính. Gió đang thổi, đèn đang chớp. Chúng ta đang đợi thời khắc này đến. Trái cây giết địch không từ nan. Hộp cạc tông có thể xoay chuyển càn khôn. Trong lò vi ba là cái bẫy của trái cây. Trong lò sấy khô chờ đợi kẻ địch là thịt khô. Để tôi tung người xoay lật lại cho xem. Tôi sẽ vẽ cho cậu xem nào. Chúng ta tập hợp, chúng ta hét vang, chúng ta bảo vệ. Tôn nghiêm cuối cùng. Phương trượng, ông đang làm gì vậy? Địa bàn của tôi làm chủ. Đừng dạy dò tôi nữa. Chúng ta đi cứu ba cô gái kia đi. Tình vô dụng này, còn nghĩ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngay cả bản thân mình cũng lo chưa xong nữa. Cũng do cậu chỉ huy thôi. Chỉ đạo lung tung. Ai muốn chỉ đạo cậu hả? Tôi muốn về. Mau cho tôi về. Mau thả tôi về. Cậu đã thành người thực vật rồi, linh hồn không thể về lại được đâu. Ai nói tôi rất tỉnh táo? Tôi muốn về, mau cho tôi về. Tôi muốn về, tôi muốn về. Dừng, bắp chân nâng cao chút nữa. Phải, ở đây, khớp bụng. Như vậy sẽ tốt cho việc giảm cân. Phương trượng, ông là thế ngoại cao nhân. Ông có nghe nói đến con người xâm nhập vào tế bào não không? Gia tộc trái cây của chúng ta, điều cấm kỵ đầu tiên chính là không được để con người trông thấy mắt của mình. Nếu không, sẽ bị con người khống chế linh hồn mãi mãi. Vậy thì có cách nào để con người ra khỏi đó không? Ra khỏi đó luôn. Cậu bị con người khống chế rồi hả? Không phải tôi. Tôi chỉ hỏi giúp bạn thôi mà. Phương pháp chỉ có một. Cái gì? Chết. Chỉ có chết thì mới có thể làm cho con người hoàn toàn ra khỏi cơ thể chúng ta. Không còn cách nào khác sao? Tuyệt đối không có. Con người phát minh ra vô số loại thuốc chuột, đủ màu đủ sắc, uống ngon lắm. Các người có muốn thử không? Uống đi. Không muốn uống à? Vậy thì ngâm trong đó đi. Báo cáo đại vương, báo cáo đại vương. Nhiệm vụ thất toàn phong thất bại rồi. Vô dụng. Cậu muốn trốn không? Cậu thoát được sao? Cậu muốn về nhà không?
Cậu có thể về nhà không? Cậu muốn thực hiện ước mơ không? Cậu có thể thực hiện ước mơ không? Cậu có thể nhảy ra khỏi đây không? Cậu có thể nhảy ra khỏi đây không? Có được không? Có được không? Bố nói đúng. Có những trở ngại ta mãi mãi không thể vượt qua được. Thật ra cậu không cần vượt qua. Phía trước không có gì hết. Tất cả phiền não đều là hư ảo. Điều quan trọng là vui vẻ, thoải mái sống trên đời. Chỉ có sống thì cậu mới có thể dẫn dắt gia tộc trái cây ra khỏi chỗ này. Chỉ có sống, cậu mới có thể trở thành đại anh hùng trong lòng cậu. Phương trưởng, tôi còn có thể trở thành đại anh hùng không? Hy vọng sẽ luôn xuất hiện vào lúc cậu không ngờ nhất. Phương hướng quả bảo chiến thần được hợp thành từ quả bảo cơ giáp là vũ khí tối cao của thế giới trái cây chúng ta, có thể chiến thắng mọi kẻ địch, kể cả chuột đại dương. Tối qua ông chủ của nơi này đã mua cả bộ quả bảo cơ giáp về. Chúng ta nhẫn nhục chịu đựng là để đợi cơ hội tốt này. Không, cách này không ổn. Quả bảo chiến thần tuy rất lợi hại, nhưng trái cây chúng ta không thể nào lấy được từ tay của con người. Cho dù có lấy được, kết cấu của quả bảo chiến thần rất phức tạp. Dựa theo trí thông minh của trái cây chúng ta thì không thể nào gắn được, trừ khi có con người giúp đỡ. Bọn phản bội của trái cây quay về đây muốn làm gì? Các người đánh bại đội tiên phong của chuột đại dương, bây giờ cả lũ chuột ở cống đang chạy lên đây, từng miếng ăn thịt các người. Ăn sạch. Lũ chuột sẽ ăn sạch sành sanh không chừa gì cả. Vậy thì trái cây chúng ta sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có chúng ta mới có thể cứu được mọi người, bởi vì chúng ta đã tìm được một lối thoát ở dưới cống, có thể thông ra thế giới bên ngoài, để cho mọi người trốn ra khỏi đây. Sao hả? Có ai đi theo chúng tôi không? Tôi có một ý này, có thể giúp cậu trở thành đại anh hùng, và có thể giúp tôi về nhà. Ý gì? Sao rồi? Mau quyết định đi, nếu không quân đoàn chuột kéo đến đó. Phương trưởng, tôi có một ý này. Chia làm hai đường. Bác sĩ, bệnh tình của Lạc Lạc sao rồi? Có tỉnh được không? Não của Lạc Lạc bị chấn động mạnh, đang hôn mê sâu. Nhưng mà cũng may là không có chảy máu bên trong não, cũng không bị nứt xương. Vậy Lạc Lạc tại sao vẫn chưa tỉnh hả? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây là căn bệnh lạ nhất mà tôi từng thấy. Sóng não của bệnh nhân lúc trước rất mạnh, bây giờ lại trở nên bí mật, lén lén lút lút, giống như đang đi ăn trộm gì đó. Trộm? Nó muốn ăn trộm gì? Điều này thì tôi không biết. Có được một thứ gì đó có thể sinh ra dục vọng, dục vọng có thể kích thích đại não. Bác sĩ, kích thích não có thể làm bệnh nhân tỉnh lại không? Trên lý thuyết thì có thể. Vậy thì làm thôi.
Lạc Lạc nhất định muốn có được thứ gì đó. Nếu ta có thể tìm được thứ đó, đưa cho nó, thì nó sẽ bị kích thích, có thể sẽ tỉnh lại, đúng không? Nhưng là thứ gì mới được? Chúng ta cùng nhau nghĩ xem. Bình thường Lạc Lạc thích thứ gì nhất nhỉ? Nghĩ ra rồi. Tôi cũng nghĩ ra rồi. Thứ Lạc Lạc thích là khoai tây. Sai. Thứ Lạc Lạc thích là hộp đựng tiền. Ở đây có tính mạng của hơn 100.000 trái cây. Có nhiều đến vậy không? Ý tôi là tính bằng nhân dân tệ. Quả bảo lão đặc công, lát nữa làm theo kế hoạch của phương trượng. Rõ. Đây cũng là một phần kế hoạch sao? Ai mau cứu người đi. Phương trượng, kế hoạch của ông ổn không vậy? Qua khỏi đây, phía trước là lối ra. Bé ơi, mau dậy đi. Bé ăn khoai tây chiên nè, hộp đựng tiền nè. Bạn nhỏ thích nhất. Cậu muốn ăn không? Mau mở mắt ra đi. Cả ngày vui vẻ, cả ngày cười. Mau mở mắt ra nè, nhiều khoai tây lắm. Mở đi. Đoạn bừa cũng vô ích thôi, sẽ ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi. Không. Các người sai hết rồi. Các người sống với Lạc Lạc bao lâu nay mà không biết cậu ấy thích gì à? Lạc Lạc thích nhất là, thật ra chính là, nó. Quả bảo cơ giáp, quả bảo chiến thần hợp thể. Mau tỉnh lại đi. Mau. Vậy chắc là dễ hơn. Trừ tà. Phương trượng, ở đây sát khí rất nặng. Đại Dương, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Có thể thả chúng tôi đi được không? Đã lâu không gặp, Phong Thanh Dương. Mau, lấy ra. Máu huyết không lưu thông, mau. Để ở đây được không? Các người hãy đứng yên cho tôi. Không được cử động. Không được phát ra tiếng. Rõ chưa? Rõ.
Vua chuột, có vẻ đã lâu rồi ngươi chưa đắp mặt nạ. Vết thẹo trên mặt càng lúc càng thê lương. Các người ăn mặc thế này, lúc tang lễ cũng khỏi cần thay đồ. Tang lễ? Tang lễ của ai hả? Tang lễ của Hy Vọng. Quả Bảo Lão Đặc Công Giang Trấn. Nhiệm vụ thất bại. Rút thôi. Chúng ta đi cứu phương trượng hay là các cô gái đây? Không có quả bảo cơ giáp thì cứu ai cũng chết thôi. Cũng cố gắng nhỉ. Xem các người cầm cự được bao lâu. Mọi người cố lên. Tiền kìa. Tiền của tôi. Nhiều tiền quá. Không sợ đối thủ mạnh như rồng, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đừng có sỉ nhục heo. Rõ ràng là bọn nó cao hơn các người. Phát tài rồi. Tiền của tôi. Phương trưởng đã cứu các người, nhưng tiền của tôi mất rồi. Chỉ còn lại trái tim tan nát này thôi. Không sống nữa đâu. Đây là đường cống thông ra ngoài. Mọi người nhảy xuống đi. Nhảy đi. Hay là không nhảy? To be or not to be. Ép hắn. Nói tiếng Trung đi. Đâm vào mắt. Phế nhậm đốc nhị mạch của hắn. Không cần phức tạp như vậy. Quá. Mọi người vỗ tay đi. Nào, mọi người vỗ tay đi. Để cảm ơn các người đã cho ta lên vị trí đại vương, ta quyết định thưởng cho các người một phút
nói lời trăn trối. Tiểu Quả Đinh, cậu có bằng lái không? Không sợ đồng đội ngu như heo, chỉ sợ hậu thuẫn mạnh như rồng. Quả bảo đặc công xuất kích, cậu biết lái không đó? Không sao đâu. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Phương trượng, chúng ta có thể thoát khỏi không? Thoát? Tại sao? Thoát mới có hy vọng. Hy vọng sẽ xuất hiện ở nơi mà bạn không nghĩ ra. Chúng ta đã thành công dụ dỗ được đại quân chuột. Những trái cây khác sẽ có cơ hội thoát ra. Tất cả nhờ vào sự gia nhập của các người. Kế hoạch của Phương Trượng mới thành công. Vậy khi thực hiện xong thì sao? Lên đường đi. Không phải chứ, tôi không muốn chết. Tôi chính là mặt trời lúc 8 giờ sáng. Sao giờ lại rớt xuống nhanh vậy? Chuyện gì vậy? Mau chạy đi. Còn nhìn nữa hả? Phong Thanh Dương, lần này xem như hòa. Máy bay từ đâu ra vậy? Chúng tôi vận chuyển đến đó. Quả bảo cơ giáp, có ai biết ghép không? Tứ đệ, xem ra đệ cũng khá đó, lại biết ghép cả mô hình máy bay. Tất nhiên, còn dư rất nhiều linh kiện. Sống não của cậu bé hoạt động mạnh quá, không cấp cứu ngay e rằng sẽ hôn mê mãi mãi. Bình lính chuột đâu rồi? Lên đường đi, đồ sinh vật hạ đẳng. Sai. Ngươi nên nói là quý vị đi. Quả bảo cơ giáp. Quả bảo cơ giáp. Quả bảo cơ giáp. Mãi mãi không được lùi bước. Mãi mãi. Đừng chạy nữa. Bọn chúng chỉ là sinh vật hạ đẳng mà thôi. Sợ gì hả? Tha mạng nha anh hùng, không liên quan đến tôi, đều do chuột đại dương làm. Tôi chỉ nghe chỉ thị của hắn thôi. Xin hãy tha cho tôi. Tha
tha cho tôi. Tôi thay mặt chuột đại dương xin lỗi mọi người. Sorry. Bọn sinh vật hạ đẳng. Ánh sáng rồi sẽ dập tắt. Bóng tối mãi là hướng đi. Đến lúc rồi. Đến lúc tiễn cậu về nhà. Về bên bố cậu. Cậu nói gì? Hy sinh tính mạng của tôi để đổi lấy tự do của cậu. Đây là kế hoạch ban đầu của cậu mà, đúng không? Lúc trước tôi chỉ nói vậy thôi. Chúng ta sẽ còn có cách khác. Để tôi nghĩ. Để tôi suy nghĩ. Lần này tôi khó thoát khỏi số chết. Cảm ơn cậu đã cho tôi được làm đại anh hùng một lần. Có cơ hội cùng với chuột đại dương đồng quy vu tận. Nhưng mà cậu không muốn về nhà sao? Tôi, bố đã từng nói hạnh phúc chính là cả nhà cùng phơi nắng. Giờ tôi đã hiểu rồi. Đáng tiếc lại không thể quay về được nữa. Xin chào, tôi là Tranh Lưu Hương. Xin chào, tôi là Lạc Lạc.
Cho dù tranh chấp, cho dù hét vang, cho dù thêm say mê và cuồng loạn, sau đó câm miệng, sau đó thê thảm, cục ngã là kết cục cuối cùng. Đáng tiếc còn thiếu một chút, thiếu một chút. Đáng tiếc thiếu một chút, thiếu một chút. Thiên ngoại phi tiên. Ngoài phi tiên. Đôi khi ngầu không cần lý do. Mọi người nhảy xuống đi. Đây cũng là một phần kế hoạch của quân trưởng sao? Về thôi. Nhiều người di dân thế, giá nhà chắc sẽ tăng lên. Mẹ nó à, con của ta có về không? Tất nhiên rồi. Cho dù đến chân trời góc biển nào, nó nhất định sẽ về. Vì nó là con của chúng ta. Cuối cùng cũng thoát ra rồi. Nữ thần, ta cùng đi du lịch nhé, để khám phá thế giới. Cậu không cần về nhà. Để sao đi, tôi đã lớn rồi mà. Tiêu rồi, ta quên lên bờ rồi. Bố, con trai, chúng ta mãi mãi bên nhau. Giờ đi đâu đây? Chúng ta báo cảnh sát nhé. Bố, mọi người thật sự muốn bán trái cây cả đời sao? Thật ra, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay không phải là tôi, mà là ước mơ. Nhân vật phản diện trong câu chuyện cũng không phải là vua chuột, mà là số phận. Kết cục của câu chuyện là nhân vật chính đã thoát khỏi tuyệt vọng từ bóng tối. Ước mơ của tôi đã nhảy ra rồi. Còn của bạn,